Ok, xin chào các bạn Cung Bảo Bình. Thì đây sẽ là cái trải bài năm 2022 tháng 1 của Cung Bảo Bình ha. Thì nếu như bạn muốn cái cung của mình được trải bài sớm hơn vào cái tháng sau thì bạn hãy xem nhiều, có nhiều cái lượt xem nhất trong 12 cung, cũng như là hãy share những cái video này cho bạn bè của mình, những người mà thuộc Cung Bảo Bình ha, để xem. Và chúng ta sẽ đến với lại cái Cung Bảo Bình. Bạn nào mà có cung điểm mộc sao kim, cung nhà thứ 7, rồi những cái cung khác nữa mà có liên quan đến cái bản đồ sao của mình, thì bạn check luôn những cái cung đó để có được một cái thông điệp nó trọn vẹn hơn. Ngoài ra có thể xem chéo cho cái người mà mình yêu hoặc là cái người mà mình quan tâm. Rồi, thì với tháng 1 này thì mình cảm giác thấy Bảo Bình có một cái năng lượng khá là lo lắng. Bảo Bình có một cái năng lượng mà mình nghĩ rằng là nó thuộc về cái vấn đề rằng là bạn sẽ phải chữa lành cái luân xa trái tim, hoặc là bạn sẽ phải vượt qua cái nỗi lo lắng. Bạn có quá nhiều cái nỗi lo lắng, bạn thiếu cái sự lắng nghe. Cái mối quan hệ giữa bạn với cái người yêu của bạn, cái người mà bạn đang tương tác, coi chừng có sự xa cách và có sự kết thúc trong cái câu chuyện này đó. Bạn có thể sẽ thu hút nhiều cái vấn đề về việc tiền bạc hơn là cái tình cảm đó. Và give your relationship a chance, cho cái mối quan hệ này một cơ hội. Thì để mà có thể cho một cái mối quan hệ nào đó một cái cơ hội thì bạn sẽ phải biết được là bản thân của mình xứng đáng được yêu thương. Và khi bạn đã cho mối quan hệ đó một cơ hội thì bạn phải tương tác một cái cách khác đi, với cái giá trị của bản thân mình nó cũng phải khác đi, thì bạn mới có thể có được một cái câu chuyện tình cảm tốt đẹp được ha. Bạn phải nói lên cái tình cảm của mình. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái sự phụ thuộc cảm xúc của bạn trong cái mối quan hệ của bạn là karmic relationship nó rất là tiêu cực luôn, nó rất là mệt mỏi luôn, nó rất là kiểu như là bạn không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình hoặc là cái trái tim của mình, mà bạn bị chạy theo cái người đó và sẽ làm cho cái giá trị của bạn nó đi xuống. Thì cái năng lượng này đầu tiên là mình thấy Bảo Bình là sẽ có cái sự mệt mỏi ở đây rồi đó. Để mà bạn muốn mọi thứ tốt đẹp thì mình nghĩ là bạn phải chữa lành trước tiên ha, trước bất cứ cái điều gì mà bạn mong muốn. Cái thứ hai là mối quan hệ giữa bạn với cái người này phải có cái cuộc nói chuyện rõ ràng để mình tạo được cái nền tảng niềm tin đó. Và bạn có thể bị ảnh hưởng bởi những cái tổn thương nào đó cũ từ gia đình, từ những cái vấn đề gia đình ha. Rồi. Nhìn chung thì Bảo Bình có thể tương tác với cái người cung Bạch Dương Nhân Mã hoặc là Sư Tử ha. Và bạn sẽ có thể có một cái năng lượng. Nếu bạn là nam coi cái trải bài này thì nam Bảo Bình cũng đang phụ thuộc cảm xúc, cũng đang cần phải cân bằng lại, cũng đang cần phải vượt qua đó. Còn nếu như mà nữ Bảo Bình thì mình thấy rằng là nữ Bảo Bình thì với một cái năng lượng là bạn có thể rằng là mong muốn những cái điều tốt đẹp ở trong cái tương lai hơn ha. Và bạn có thể rằng là bạn có thể bạn sẽ còn kết nối với một người cung bò cạp nữa. Và cái năng lượng này thì mình thấy là câu chuyện tình cảm của bạn nó có một cái sự ẩn giấu ở phía dưới, sự giấu giếm, sự kết nối, nhưng mà không có giống như là không có open lên, không có thể hiện, không có public, không có công khai. Mà cũng có khi nó sẽ là một cái mối quan hệ mà gọi là với một người có gia đình nữa đó. Thì với cái năng lượng này á, thì mình thấy là cái mối quan hệ này nó toxic. Cái mối quan hệ này nó có một cái sự bùng nổ hoặc là một cái sự phá vỡ, những cái sự lặp đi lặp lại ở trong những cái thời gian trước của hai người, và sẽ là một cái giai đoạn mà nó thức tỉnh về mặt tâm linh của bạn, yêu cầu bạn phải nhìn nhận lại những cái cách mà bạn đã tương tác hoặc là những cái giá trị mà bạn đã bỏ ra. Thực sự là cái giá trị đó nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái giá trị cá nhân của bản thân bạn đó. Giống như người khác nhìn vào hoặc là bản thân của cái người nam này, họ có thực sự trân trọng bạn hay không, hoặc là bạn ở một cái vị thế đó thì mọi thứ có tốt hay không đó. The lover, tình yêu. Và cái người này thì mình nghĩ rằng là mình nghĩ trong cái câu chuyện này á, nếu như mà bạn với cái người đó mà đang có hụt hạch thì sẽ có cái cuộc nói chuyện với nhau vào cái tháng 1 này. Chắc chắn sẽ có cái cuộc nói chuyện với nhau giữa hai người đó, sau một cái khoảng thời gian im lặng đó. Nhưng mà mình cảm giác thấy là sau khi nói chuyện xong thì cũng sẽ im lặng đó. Nói chung là mình thấy là
cái năng lượng này nếu mà family, nếu mà là gia đình, bạn với người này là gia đình hoặc là sống chung thì được. Còn nếu bạn với người này là người cũ thì không có được. Đó, và thậm chí nếu như bạn với cái người này là người cung bọc cạp, cung song ngư, cung cự giải thì không được. Mình nói thẳng luôn là có thể cái người này họ lãng mạn hoặc là họ có tình cảm, tình yêu với bạn, nhưng mà cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ mà nó bị mất cân bằng, nó bị toxic ha, nó bị không có được mang đến cho bạn một cái cuộc sống hạnh phúc được. Đó, nếu nó có hạnh phúc về cái câu chuyện tình cảm thì nó không trọn vẹn, nó không thể nào cho bạn một cái giá trị sáng sủa hoặc là cho bạn một cái giá trị tuyệt vời được. Đó, nhưng mà mình nghĩ là cái này cũng là một cái bài học mà vũ trụ gửi cho bạn, vì vậy cho nên là ở đây nó mới có là cái sự cố gắng làm việc chăm chỉ của bạn hoặc là cái sự cố gắng vượt qua khó khăn của bạn, nó sẽ là một cái bài học và kinh nghiệm tốt mà vũ trụ sẽ trả lại cho bạn những cái hoa thơm trái ngọt khác. Đó, bạn đủ tốt để mà có thể có được một cái tình yêu thật sự hoặc là một cái người thật sự trân trọng bạn bằng tất cả ha, tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống ha. A new start is coming, cái điều mới thì đang tới với bạn. Đó, và cái sự tự tin nó sẽ là cái chìa khóa quan trọng nhất trong cái câu chuyện tình cảm hoặc là trong cái cuộc sống của bạn. Nói chung Bảo Bình có một cái năng lượng, đó là một cái tình cảm của bạn nó sẽ phải hoàn tất hoặc là kết thúc. Một cái lớp mặt nạ, một cái đeo mặt nạ, một cái câu chuyện, một cái mặt nạ mà hai người đeo lên với nhau nó cũng cần phải được dẹp bỏ, cho dù là đó là một cái tình yêu thật sự hay là đó là một cái sự che giấu. Người đó có thể yêu bạn nhưng mà họ che giấu, họ có thể là yêu bạn nhưng mà có rất nhiều thị phi xung quanh câu chuyện tình cảm với bạn. Và mình thấy là bạn với cái người này sẽ có sự chia tay vào cái tháng 1 đó. Và mình nói là cái năng lượng này á, là mình thấy là nó mệt mỏi và nó buồn, giống như kiểu như là bạn nhiều cảm xúc trong cái câu chuyện tình cảm này và bạn có rất là nhiều những cái vấn đề phải giải quyết trong cái câu chuyện tình cảm này hoặc là phải nói rõ ràng trong câu chuyện tình cảm này. Nói chung là cần hoặc là sẽ phải có một cái cuộc nói chuyện tốt cho mối quan hệ này. Đó. Và tốt cho mối quan hệ này thì cho dù kết quả đó là chia tay như thế nào thì nó vẫn là tốt cho cái mối quan hệ này. Tại vì mình thấy là cái mối quan hệ này nó đã đến cái thời điểm để bạn thức tỉnh này, để bạn nhìn nhận lại rồi. Bánh xe của số phận hoặc là vòng xoay của cuộc sống nó cũng đã đến rồi. Đó. Rồi, năng lượng cá nhân của Bảo Bình. Bảo Bình chỉ có cái chặng tháng 1 này là hơi mệt mỏi chút, thì Bảo Bình sẽ phải cố gắng vượt qua. Còn nếu như mà Bảo Bình của chúng ta mà gọi là hoàn toàn chọn cái việc là kết nối hoặc là chia sẻ với lại những người bạn thôi và mình không có chọn tình yêu, thì sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội, những cái người bạn để mà bạn có thể chia sẻ và vui vẻ. Nhưng mà cái giai đoạn tháng 1 thì mình cảm giác thấy là Bảo Bình sẽ ổn về cái công việc hơn, giống như là cái sự ổn định của bạn nè, cái vị thế của bạn mà bạn không có, nói chung là không nên bon chen, không nên thay đổi những cái vấn đề trong cái cuộc sống như là việc làm, như là chỗ ở, như là này nọ kia, mà bạn cứ ổn định như vậy để mà tập trung chữa lành hoặc là ngắt kết nối với một số những cái người nào mà mình không cần thiết. Rồi, và để mà xây dựng lại cái tình yêu thương trong chính bản thân mình cho mình đó. Thì ở đây mình cảm thấy là bạn có tương tác với một vài người, nhưng mà nhìn chung thì trong lòng của bạn vẫn là một cái cảm xúc là nó hơi trống rỗng và nó phải đấu tranh nhiều. Thì cái tháng 1 nó cũng tạm ổn thôi. Cái tháng 1 nó cũng chưa hẳn là một cái tháng hoàn toàn rực rỡ đối với bạn. Nhưng mà cái tháng này sẽ là cái tháng mà kết thúc những cái điều cũ để bắt đầu khởi đầu mới cho một cái câu chuyện tình cảm, là nó phải kết thúc. Thì mình thấy rằng là có thể bạn sẽ gặp người khác, nhưng mà bạn fall in love với cái người đó. Nếu đối với bạn Bảo Bình nào mà chưa có ai thì bạn sẽ gặp người khác, bạn sẽ fall in love với cái người đó. Nhưng mà cái fall in love này á, đó là cái sự kết nối, cái cảm xúc của bạn rất là lãng mạn, rất là dễ thương, và chơi chung nhóm hoặc là cùng chia sẻ với nhau trong những cái cuộc sống, chứ không có, giống như là mình cảm giác là chưa có khẳng định hoặc là chưa có thực sự là
mở ra là theo đuổi hay như thế nào. Mình vẫn thấy bạn 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 tốt về việc bạn tốt về cái việc là bạn sẽ phải củng cố lại cái năng lượng cá nhân của mình. Một người mạnh mẽ là một người có cái nhiệt huyết trong cuộc sống, một người có những cái đam mê, những cái niềm vui, những cái gì đó khác trong cái cuộc sống đó. Bạn sẽ tốt về cái vấn đề củng cố giá trị bản thân đó, chứ bạn không tốt về một cái mối quan hệ tình cảm là như vậy. Cho nên là nếu như mà cái tháng sau á, tháng 1 á, mà bạn cảm thấy là mối quan hệ tình cảm mình chưa tốt á, thì bạn cũng hãy từ từ bình tĩnh và cố gắng vượt qua cái giai đoạn này, cái tháng này ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái con số cho bạn coi, cái astrodic ha. Thì là con số 3 ha. Con số 3 thì có thể là cung song ngư đó ha. Con số 4 có thể là cung bạch dương đó. Con số 2 có thể là cung bảo bình của chính bạn luôn. À, hoặc là 2, 3, 4 ai đó bạn bè của bạn đến vào ngày 23, 24, ngày 2, ngày 3, ngày 4 ha, của tháng 1. Những cái vấn đề đó nó có thể xảy ra. Nhưng mà đối với bảo bình thì việc chữa lành trái tim là rất là quan trọng trước khi bạn quyết định bất cứ điều gì. Và chỉ có khi nào bạn cảm thấy bạn an toàn thì bạn mới yêu người khác được một cách an toàn. Và nhớ rằng là phải tích cực, phải cởi mở, phải có niềm tin, phải có đức tin trong cuộc sống, phải có sự cầu nguyện, phải có sự hướng và vững tâm đó, hướng đến những cái điều cao đẹp hơn. Phải có sự thanh lọc, phải có sự nghỉ ngơi, phải có sự ngắt kết nối cũng được, ngắt kết nối với bất kỳ ai cũng được, cho đến khi nào mình ổn định thật sự, mình bỏ được cái bức màn của mình, cái bức màn che của mình, để mình là một cái con người thật sự, mình sẽ cảm thấy mọi thứ nó dễ dàng để mà giải quyết hơn ha. Ok, mình sẽ kết thúc giải bài này ở đây ha. Các bạn xem giải bài riêng, mua cối xoay, mua nến, mua đá thì có thể inbox cho mình nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Hẹn gặp lại các bạn giải bài sau ha.